Gì mà nhiều vàng vậy bà? Mấy cái mẫu này đang hot đúng không? Đúng, chính xác luôn. Kỳ Lân Luxury đang cho ra những cái mẫu này dành cho các bạn nữ hiện tại á, thì những mẫu này chỉ là kim cương tắm thôi nên giá tiền cực kỳ phù hợp. Nếu mà các bạn nữ á, đến với Kỳ Lân vào những cái dịp như là lễ này sẽ có rất là nhiều ưu đãi nha. Cái này là Chi bật mí nhỏ cho mọi người, thì hiện tại trên tay Chi đang là 3 sản phẩm: một là những lò vôi, hai là những Rolex Face và ba là vòng Cartier nha mọi người. Trời ơi, ba mẫu này là làm mưa làm gió bán cực kỳ chạy bên em luôn, với giá thành rất rất là hấp dẫn. Kim cương ở đây là kim cương thiên nhiên được bên em tuyển chọn từng viên một, tuy là kim cương tắm nha mọi người nhưng viên nào cũng cực kỳ sáng, cực kỳ xuất sắc nên mọi người có thể yên tâm. Còn về phần làm ra mẫu vòng này thì bên em có máy công nghệ cao ha, chia ổ hộp tỉ mỉ luôn, đảm bảo tình trạng gớt hộp bằng không luôn nha mọi người, sẽ không bị gớt hộp, kể cả nhẫn kể cả vòng mọi người đeo sẽ hoàn toàn và vô cùng yên tâm. Đây là ba mẫu nhẫn bên em ha. Thì á, bình thường Chi có giới thiệu về ba mẫu này rất là nhiều, hôm nay á, Chi sẽ nói lại sơ cho mọi người thôi. Nếu ai mà chưa có biết giá của mẫu này thì hôm nay đến với Kỳ Lân Luxury cũng như đến với video của Chi, giá em sẽ để phía cuối cùng của video mọi người ha. Ai muốn mua thì liên hệ vào trang TikTok của Chi nha.